Rồi, ok. Rồi, chào bạn, tôi là Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm một cái giải pháp để làm sao tiết kiệm chi phí cho các bạn nhất về vấn đề là các bạn bỏ tiền ra mua, và vấn đề thứ hai là vấn đề vận chuyển, và vấn đề thứ ba đó là vấn đề bảo hành. Chúng ta sẽ được một trong ba lợi ích trên. Như các bạn biết này, những cái cây vi tính của bạn trong quá trình sử dụng có thể là main của bạn cũ quá, mà RAM cũ quá, CPU cũ quá, các bạn muốn nâng đời cây mà các bạn muốn giữ lại vỏ cây nguồn HDD. Thì chúng ta vẫn có những biện pháp để chúng ta tự tiến hành làm mà cũng không cần quá phải am hiểu về cái hàm lượng kỹ thuật. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái việc như vậy để các bạn có thể mua những cái bộ combo về các bạn tự ráp tự lắp, để cho chúng ta hạn chế tối đa chi phí mà tăng ra tối đa cái lợi ích các bạn sử dụng lên. Cái bộ cây mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn, hay là những cái bộ combo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, thì việc đầu tiên đó là các bạn phải chọn đến một cái main. Ở đây có nghĩa là như nào? Những cái dòng main bây giờ ở trên thị trường sẽ đi theo từng dòng socket. Vì vậy chúng ta phải chọn lựa làm sao để được một cái mã socket để các bạn có thể nâng cấp sau này một cách thoải mái và hạn chế chi phí tối đa bây giờ. Thì ở đây chúng tôi đang có một cái dòng main thuộc socket trung gian, chứ nó không phải là cũ hẳn và nó cũng không phải là mới hẳn. Đó là socket 1155 và mã main tiêu biểu cho sự bền bỉ đó là Giga B75. Khi các bạn sử dụng những bộ combo như này, các bạn hoàn toàn có thể thay đổi về mặt CPU, chip, RAM và HDD tùy ứng với cái túi tiền của bạn. Ví dụ, các bạn hoàn toàn có thể nấp những con chip G giá rẻ vào đây, hoặc là i3, i5, i7, đầu 3 các bạn nấp vào đây đều chạy được hết. Còn về tối ưu về vấn đề RAM, các bạn có thể chạy 2GB, 4GB, 6GB và 8GB, các bạn đều có thể tích hợp trên bên này. Còn về card màn hình thì tôi đã test ở cái chế độ các bạn hoàn toàn có thể chạy là 1005 thoải mái. 1050. Xin lỗi bạn, các bạn hoàn toàn có thể chạy card Vega là 1050. Tôi khuyến cáo các bạn đừng chạy là GTX 630 trên những cái main này, nó mất công. Ít nhất các bạn phải chạy là GTX 650 hoặc 650 Ti hoặc 750 đổ lên cho nó đỡ phí cái main. Tiếp theo đó là vấn đề tùy biến của ổ cứng. Thì nó rất đơn giản, đó là các bạn có lưu trữ bao nhiêu thì các bạn có thể mua ổ cứng ở cái trạng thái đó là 160GB, 250, 500, 1T, 2T hoặc là SSD, tùy cái nhu cầu sử dụng các bạn. Vậy giá sản phẩm bạn mua sẽ phụ thuộc vào từng gói combo. Gói combo thì các bạn vui lòng lên web là lo2.vn, các bạn tìm xem cái nào mình có để phù hợp với mình. Ví dụ tôi đang set cho bạn một gói combo đầu tiên, nó sẽ như thế này. Tôi xét từ đầu đến lúc các bạn thành phẩm đến nhà các bạn là ok, và các bạn chỉ việc làm theo những cái video của tôi lắp ráp vào là các bạn sử dụng ok. Ví dụ đây là một gói combo dùng cho chip đó là G2130. Các bạn để ý rằng CPU G2130 thì nó có sức khỏe tương đương với một số dòng i3 khi các bạn so sánh chip. Các bạn cũng thông cảm là công việc phải làm luôn, vì vậy là thỉnh thoảng là tôi bật nhạc đám ma miễn phí cho các bạn nghe rồi đó. Đó, các bạn để ý này, nó rất dễ thôi. Các bạn mua main đâu cũng không thể được bảo hành khi các bạn đặt con CPU không chuẩn và làm cong vênh một chân socket. Vì vậy các bạn nhìn này, nó có những cái G của nó, các bạn nhìn này, đưa vào này. Đó, sau đó các bạn đặt xuống, các bạn ép socket xuống là ok. Việc tiếp theo là các bạn cho quạt, thêm quạt vào. Chúng ta phải có keo tỏa nhiệt, tránh cái tình trạng là các bạn lại lấy keo đánh răng các bạn cho vào. Rồi các bạn để ý này, các bạn cho một ít keo đây. Video này cũng có hướng dẫn, cũng có thể làm video hướng dẫn luôn các bạn nâng cấp cây. Các bạn cứ làm theo mình là ok. Sau đó các bạn gắn cái quạt tỏa nhiệt vào. Xoay nữa. Quạt không được. Đó, các bạn nhìn này, kéo cái này lên này, sau đó ấn nó xuống, sau đó xoay vòng, ok. Cái vị trí ngồi nó không thuận, vì vậy là có thể cái góc quay các bạn không xem được hết. Ok này, đấy, sau các bạn giật giật nó cái để tránh tình trạng là nó bị bong vênh. Sau đó các bạn cầm cái rắc vào đây. Bên kia. Chữ CPU fan.
Đó. Vậy là nếu các bạn mua một cái bộ khi mà máy tính của bạn chết main và main các bạn quá cổ, các bạn có thể mua một bộ combo nguyên như này, gồm đó là main, fan và CPU. Còn RAM các bạn tùy theo là các bạn đang chạy RAM gì và có muốn nâng cấp thêm RAM hay không thì chúng ta sẽ tùy biến cho những bộ combo sau. Ví dụ như này, thêm một bộ combo nữa, các bạn có thể gắn thêm một thanh RAM. Các bạn nhìn này, nó có độ dài của thanh RAM như nhau, như vậy các bạn không thể gắn nhầm được, gắn nhầm nó sẽ cháy khe RAM. Chẳng đơn vị nào bảo hành cháy lổ cả, nhất là đơn vị những đơn vị bán hàng cũ, chỉ có một vài hãng lớn mới dám bảo hành cháy lổ thôi. Đó, các bạn đặt nó chuẩn này, bóp mạnh hai bên xuống. Đó, ok này. Đây đã tạo thành một bộ combo lứa với cái RAM 4GB gồm main, RAM, fan và CPU. Các bạn muốn lên 8GB, chúng ta rất đơn giản như sau, lại thêm một thanh RAM nữa. Đó, nếu các bạn mua combo thì nó sẽ là như này. Tôi đã gắn hết cho các bạn rồi, các bạn thì nhận cái bộ như này là về các bạn ráp. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn ráp như nào. Còn nếu bộ combo gồm cả màn hình, chúng ta sẽ có như này. Tất nhiên là cái cạc này sẽ được để bọc kỹ càng và để lên ngoài. Khi về các bạn để ý này, chúng ta sẽ ráp như này. Đó. Vậy là đây là đã hoàn thành một bộ combo để chạy đầy đủ các thứ của bạn, gồm là main, chip, RAM và cạc màn hình. Ngoài ra combo khác còn có thể đi kèm ổ cứng. Chúng ta hoàn toàn có thể tùy biến thay đổi tất cả mọi thứ trên này, gồm RAM, CPU và cạc màn hình. Main chúng ta sẽ giữ nguyên. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn lắp ráp vào cây như nào cho nó ok nhất là được. Chúng ta bắt đầu. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có như này. Khi các bạn chưa nhận main node 2 thì ở nhà các bạn đã có một cái bộ cây vệ tính sẵn các bạn đang sử dụng. Các bạn thấy không? Nó sẽ kết nối nguyên hình vạn trạng như này. Việc đầu tiên là các bạn rút hết dây dựa ra như này, rút bung ra để theo hình như này cho nó gọn gàng. Sau đó các bạn lấy một cái tô vít. Lấy một cái tô vít như này. Ở trên này có bao nhiêu con ốc các bạn vặn hết ra cho mình là ok. Sau đó các bạn nhấc cái main của nhà các bạn ra như này. Đó, các bạn sẽ thấy là ở đây nó có những cái vị trí ốc này, các bạn để ý sẵn cho mình. Thì trên main này nó cũng có những vị trí ốc. Đây là main mới các bạn mua về. Thì các bạn phải ướm thử. Các bạn ướm thử này. Ướm thử vào. Để làm sao các vị trí ốc phải làm khít với ở dưới vỏ cây và làm khít trên main như này. Tránh tình trạng là các bạn bị thừa một con ốc, ví dụ nó nằm ở góc này. Đó, hoặc góc này. Dẫn đến tình trạng là trên cái main không có mà vỏ cây các bạn có, các bạn cố vặn vào thì nó sẽ dẫn đến tình trạng nó là cháy main. Mà đã cháy lổ thì rất khó. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái chặn này vào để bảo vệ côn trùng không xâm nhập. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, các bạn để vào. Nó cũng không khó đâu ạ, vì mình chưa làm một lần nào cả, mình vẫn có thể thực hiện được. Thì mình nghĩ các bạn cũng có thể làm được. Đó, đến bây giờ các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, làm sao để cho các cái lỗ nó vừa khít với nhau là ok. Đó, các bạn thấy chưa? Sau đó các bạn để trên này. Các bạn nhìn thấy những con ốc trùng tâm nhau. Đó, các bạn nhìn thấy những con ốc trùng tâm nhau chưa? Việc còn lại là các bạn bắt một con ốc vào. Mình bắt ví dụ minh họa cho các bạn. Đó, ví dụ như này. Vậy là chúng ta đã xong cái việc đầu tiên, đó là ráp main vào cái khung xương của vỏ cây. Tiếp theo, quy tắc của chúng ta là to cao đen hôi đi trước, chúng ta cắm những cái dây to trước trong cái quá trình chúng ta sử dụng. Đây là dây nguồn 24 pin, các bạn để ý này, đây là chiều của nó. Các bạn để ý như này. Bên này nó có một cái khớp này. Đó, các bạn cấm chuẩn hai cái khớp với nhau là ok. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất dễ thôi. Không khó khăn lắm. Còn đây là dắp nguồn CPU. Các bạn để ý này, các bạn cấm này. Nó cũng có
hai cái chiều lồi nó sẽ khớp với nhau. Các bạn để ý cấm vào này. Đó, giải quyết xong vấn đề. Tiếp theo, đó là những cái sợi dây này. Thì mình sẽ nhấc cái mên lên để cho các bạn dễ hình dung. Các bạn cũng có thể làm cái bước này ở ngoài trước để tránh cái tình trạng là các bạn chưa quen. Đó, các bạn có thể làm cái bước này trước này, tránh tình trạng là các bạn chưa quen. Còn với người quen rồi thì họ làm kiểu gì được. Chúng ta quy tắc cũ là to đi trước. Audio này, các bạn nhìn nó ghi nó audio này. Đó, các bạn cấm vào, nó không chặt được đâu, vì nó đã có chuẩn của nó rồi. USB này, các bạn nhìn thấy cái chiều nó khuyết này, các bạn đặt vào. Đó, xong hai cái quan trọng. To, về mặt to đã. Các bạn nhìn này, reset này. Đây là phím reset nóng của main. Các bạn nhìn vào chỗ này. Bật net này. Ấn vào nút tay bật net một cái. Đó, chân reset này. Ok. Đó, các bạn ấn vào chân reset này. Em nhìn cái tối như chùa Branh. Đó, được chân reset này. Tiếp tục chúng ta nhìn vào các chân khác. Chúng ta đặt power này. Power luôn luôn đối diện reset. Vì vậy các bạn chỉ cần xác định được reset thì chân power sẽ ở vị trí tương tự, đối sang. Hai dây không quá quan trọng, đó là HDD LED. Đó, ok chưa? Đấy, bây giờ các bạn ấy xong rồi này. Bây giờ các bạn cho vào vỏ cây như cũ là ok. Sau đó các bạn lấy cái các bạn buộc dây. Buộc lại dây dựa và bắt chặt ốc là được hoàn thành. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cả màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối cả màn hình. Các bạn nhớ, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mã cạc, các mã cạc khác thì tương tự, các bạn để ý này. Nhân nhân lên nữa, người ta nhìn thấy. Đó, khe, đây này. Khe cắm cạc. Cái khe này sẽ vừa khít cái khe này. Đó, ok. PCI. PCI lớn. Đó, bạn để ý này, cái này chưa bắt. Các bạn để ý này, ấn xuống. Các bạn sẽ nghe thấy một tiếng tách cái thì nó đã khóa lại. Với một số dòng cạc màn hình có công suất khá thì nó sẽ có cái nguồn là 6 hoặc 8 pin đây. Thì các bạn kết nối vào là ok. Nó không có gì cả, khó cả với các bạn cả. Các bạn nhìn này, kết nối vào là ok. Đó, vậy là quá trình ráp một bộ máy tính của chúng ta đã hoàn thành và nâng cấp máy tính của các bạn chúng ta đã hoàn thành. Các bạn nhớ là bó hết dây lại cho mình. Tiếp theo là các bạn để ý một cái thủ thuật như sau, tránh tình trạng đó là bảo là máy tính không lên, vì mình đã gặp khá nhiều khách hàng hỏi như này rồi. Lúc này các bạn sẽ thấy hai cái đầu nó thòi ra, nhìn này, đó. Bây giờ các bạn sẽ không thể chạy những cổng ở đây mà bắt buộc phải chạy cái cổng ở cái cạc màn hình. Vì vậy nếu chạy cáp HDMI thì bạn kết nối đây. Đó, đây đây. Chạy DVI các bạn kết nối đây, chứ không phải là chạy kết nối đây, các bạn nhớ cho mình. Còn nếu mà màn hình cổ, các bạn lấy cái dây chuyển tín hiệu từ HDMI sang là ok. Đó, nó như này này các bạn này. Đây, đã các bạn kết nối như này, chuyển vào là ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt driver khi các bạn một số cái mà bộ cây mới các bạn phải làm. Chúng ta bắt đầu.